Xin chào các bạn, chúng ta đến buổi phân biệt điện thoại Nokia 3310 chính hãng và Nokia 3310 Trung Quốc. Rất nhiều người đang nhầm lẫn giữa hai sản phẩm này, nhái rất là nhiều. Thì mình đang nhìn thấy đây là sản phẩm, các bạn sẽ nhìn thấy một sản phẩm to và sản phẩm nhỏ hơn. Và độ dày của nó cũng khác. Cái này thì nó là 3310 Trung Quốc và cái này là 3310 chính hãng. Thì mình sẽ giới thiệu qua một chút xíu về cái vỏ hộp. Mình cần phân biệt cái bề ngoài nó có là cái vỏ hộp cũng có thể nhìn thấy được. Bên ngoài vỏ hộp của Nokia 3310 thì in rất là màu sắc rất là sặc sỡ. Có hai phiên bản. Đây là phiên bản cũ đầu tiên là cái hộp bẹp bẹp như này. Và cái phiên bản thứ hai là hộp vuông nhỏ. Hộp vuông nhỏ. Và cái máy Trung Quốc thì cái hộp rất là đơn giản. Hộp rất là đơn giản. Nhìn sản phẩm của chúng ta thì mình đã thấy một cái to một cái nhỏ rồi, nhưng mà màn hình của nó đều là 2,4 inch. Màn hình đều là cong. Mình sẽ giới thiệu thêm, nó là cục sạc, sạc của nó đều là chui dẹt, nhưng ở phần trên đầu của máy chính hãng nó sẽ có cục sạc ở đây. À, mặt dưới của nó là có tai nghe, hàng chính hãng của nó thì nó sẽ có mặt dưới và mặt sau đều có. Và cái hàng Trung Quốc thì mình lại không có, mình Trung Quốc của mình chỉ trên đầu không có cái gì cả, và dưới đáy của nó thì lại có đầy đủ luôn. Đó, các bạn có thể phân biệt dễ dàng, một cách dễ dàng như thế. Hàng chính hãng thì các bạn nên nhớ nó là sản phẩm nó hơn 1 triệu, và hàng Trung Quốc thì nó chỉ mấy trăm nghìn thôi. Các bạn đừng tham rẻ mà mua nhầm sản phẩm này. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi.